Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng The Guthrie, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Với mỗi cựu chiến binh từng sống tại khoảnh khắc vinh quang này, ký ức về một chiều hè lịch sử vẫn vẹn nguyên. Đã 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, nhưng mỗi khi nhắc tới những ngày tháng oai hùng đó, những kỷ niệm, các cung đường và những lần phá bom trong chiến dịch năm xưa vẫn in đậm trong tâm trí của những cựu chiến binh. Đó là những tháng ngày đầy khó khăn, gian khổ, nhưng hết sức hào hùng. Nhớ lại những ngày tháng diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tá Nguyễn Thụ, sinh năm 1933, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nguyên trung đội trưởng trung đội 269 thuộc tiểu đoàn 54, trung đoàn 102, đại đoàn 308 không khỏi bồi hồi. Đại tá Thụ kể lại, năm 1949, ông xung phong nhập ngũ và được biên chế vào đại đội 42, tiểu đoàn 84, trung đoàn 36, đại đoàn 308 và tham gia nhiều chiến dịch. Năm 1952, đại tá được chọn đi học sĩ quan khóa 7 tại trường Lục quân Việt Nam, nay là trường sĩ quan Lục quân 1. Tốt nghiệp khóa học 1952-1953, ông được điều về công tác tại đại đội 269, tiểu đoàn 54, trung đoàn 102, đại đoàn 308 với chức vụ quyền trung đội trưởng. Ngày 26 tháng 1 năm 1954, đại đoàn 308 được lệnh lập tức sang Lào thực hiện chiến dịch Thượng Lào. Thời gian từ 29 tháng 1 đến 13 tháng 2 năm 1954 nhằm giúp nước bạn mở rộng vùng giải phóng và thực hiện nghi binh thu hút địch. Đồng thời cô lập không cho địch chi viện từ Lào sang Điện Biên Phủ, buộc chúng chỉ còn một con đường là chi viện cho Điện Biên Phủ bằng đường không. Sau khi giải phóng Thượng Lào ngày 18 tháng 2 năm 1954, đơn vị của ông được lệnh trở về Điện Biên Phủ cùng tham gia chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch. Sau thắng lợi giòn giá ở đợt tiến công thứ nhất, bước sang đợt thứ hai, ngay trong đêm 30 tháng 3 năm 1954, ta đồng loạt đánh vào 5 ngọn đồi ở phía đông Mường Thanh là A1, C1, C2, D và E. Đêm ấy, ta tiêu diệt gọn 3 cứ điểm C2, D, E, còn đồi C1 và A1, hai bên giằng co, mỗi bên giữ một nửa và kéo dài cả tháng trời. Đánh đổi A1 chủ yếu là đại đoàn 316 và đại đoàn 308. Trận đánh ác liệt này, mặc dù tiêu diệt nhiều địch, nhưng cán bộ, chiến sĩ ta cũng hy sinh tổn thất rất lớn. Trung đội do Đại tá Nguyễn Thụ chỉ huy được điều lên thay quân chiến đấu trên đội A1 một ngày và gần 2 đêm. Quân số 16 người được trang bị 2 trung liên, 4 tiểu liên, còn lại là súng trường. Đại tá Nguyễn Thụ kể lại, trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt, hàng trăm khẩu pháo của ta và địch cùng bắn vào đội A1, nên tai chúng tôi bị điếc đặc, không còn nghe thấy gì nữa. Hiệp đồng và chỉ huy chiến đấu chỉ bằng quan sát ánh lửa đầu nòng súng của người chỉ huy. Trung đội tôi cũng nhiều đồng chí bị thương và hy sinh. Sau mỗi trận đánh, chúng tôi lại củng cố công sự nào tốt nhất thì dành cho người thương binh khi chưa chuyển về tuyến sau được. Đến 17 giờ ngày 31 tháng 3, đợt phản kích bắt đầu. Đại tá Nguyễn Thụ cho biết, do chỉ còn 5 người nên các đồng chí thương binh có thể chiến đấu được cũng cầm súng. Pháo binh ta bắt đầu dồn dập vào trận địa, nghe rõ tiếng quân địch kêu la và nhìn thấy đối phương tháo chạy. Sau đợt chiến đấu này, một khẩu trung liên của trung đội bị hỏng, đạn và lựu đạn cũng gần hết. Chiến sĩ thông tin hy sinh, máy thông tin bị hỏng, trung đội mất liên lạc với sở chỉ huy trung đoàn và pháo binh. Nước uống và lương khô cũng hết, khát đến cháy cổ. Song ai nấy bảo nhau chiến đấu đến cùng và sẵn sàng đánh giáp lá cả với địch, quyết tâm bảo vệ trận địa. Đại tá Thụ kể, vào thời điểm gay go, chỉ khoảng 30 phút sau, khoảng 10 đồng chí cán bộ chiến sĩ do chính trung đoàn trưởng Hùng Sinh dẫn đầu mang theo cả vũ khí, máy thông tin lên trận địa. Tôi báo cáo nhanh tình hình ta và địch. Trung đoàn trưởng có hỏi tỉ mỉ vì sao ta vẫn không tiêu diệt được địch ở đội A1. Lúc này, địch lại tiếp tục phản kích. Do có máy thông tin liên lạc nên pháo binh ta bắn phá mãnh liệt và khá chính xác vào trận địa của địch nên chúng phải tháo chạy. Đến khoảng 7 giờ tối, trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới lên thay giữ vững trận địa và dặn dò tỉ mỉ cách xử trí một số tình huống, rồi cùng chúng tôi rời khỏi trận địa. Những ngày sau đó là những giây phút quyết chiến và quân đội ta đã giành chiến thắng. Sau trận đánh này, đại tá Nguyễn Thụ và một đồng chí nữa được thưởng huân chương chiến công hạng 3.
sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được điều về trường sĩ quan lục quân 1 làm giảng viên. Cùng chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời khi nghe tin chiến thắng, những ký ức của ông Trần Trọng Tú, sinh năm 1929, hiện sống tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lại được kể với góc nhìn đặc biệt. Thượng úy Tú lúc đó là đại đội phó đại đội 277, tiểu đoàn 79, trung đoàn thủ đô 102, đại đoàn 308. Tháng 2 năm 1954, đơn vị của ông vào đến Điện Biên Phủ sau khi trải qua nhiều chiến dịch khắp vùng Việt Bắc. Ông Trần Trọng Tú trực tiếp chỉ huy 27 chiến sĩ của đại đội hỗ trợ công binh xây dựng hầm hào, sau đó thực hiện nhiệm vụ cắt các đường ống trạm bơm nước của địch, từ khu vực Bản Kéo đến Mường Thanh, Him Lam, Hồng Cúm. Mất nước, địch bắt người dân phải đeo gùi ra lấy. Đại đội chia quân bắn tỉa tiêu hao sinh lực địch, bắn thủng từng gùi nước, chặn hoàn toàn nguồn cung ứng nước, bức địch dần rơi vào tình thế thất bại. Ông Tú nhớ lại những đêm rét căm căm giữa rừng, áo trấn thủ dày nhưng vẫn buốt cứng từng ngón tay trên cò súng. Đại đội của ông người trẻ nhất mới có 17 tuổi, lớn nhất là 31 tuổi, kiên cường bám trụ từng vị trí đến ngày thắng lợi cuối cùng. Kể lại giây phút nghe tin chiến thắng, người cựu binh giờ đây đã gần bách tuế, vẫn hào sảng, giọng đầy lạc quan. Ông Trần Trọng Tú nhớ lại, lúc bấy giờ ai đang thở gấp thì trở thành bình thường, đang bình thường thì thành thở gấp vì vui sướng quá. Thế là hết súng đạn rồi, tôi thấy các chiến sĩ của mình còn nguyên vẹn, 27 chiến sĩ của tôi còn nguyên vẹn là tôi mừng nhất. Thưa quý vị, bên cạnh tôi đây là bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được cựu chiến binh Trần Trọng Tú đặt trang trọng, gợi nhắc ông về những ngày tháng vinh quang của người lính. Giờ đây khi nhớ lại thoáng luyến tiếc của ông Trần Trọng Tú là ngay sau đó, ngày 8 tháng 5 năm 1954, đơn vị của ông không ở lại Điện Biên Phủ mà di chuyển ngay về mặt trận tại Bắc Giang, đánh thẳng vào tuyến bảo vệ đồng bằng của địch. Tuy vậy, khí thế của chiến thắng ngày 7 tháng 5 đã tiếp thêm sức mạnh cho ông và các đồng đội tiếp tục cuộc chiến đấu cam go cho đến khi Hiệp định Geneva được ký kết. 70 năm qua, hồi ức về chiều 7 tháng 5 của mỗi cựu chiến binh, thanh niên xung phong, mỗi dân công hỏa tuyến không chỉ được nhắc lại mỗi dịp kỷ niệm hàng năm mà luôn được kể trong những câu chuyện cùng thế hệ sau với niềm tự hào về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khoảnh khắc ấy như lời bài ca cựu chiến binh Trần Trọng Tú vẫn hát. Mừng la chiến thắng, ánh nắng bừng lên, trên những đồi nương, lúa chín vàng đang reo mừng. Ngày mừng la chiến thắng, ánh nắng bừng lên trên những đồi nương, lúa chín vàng đang reo mừng. Ngày mừng la chiến thắng, là lúc bé em ra đời, nằm trên tay anh bộ đội. Đời em được bảo đảm từ nay, tương lai em sáng ngời từ đây. Vì em có Bác Hồ, tuổi em là tuổi hoa. Em được học, em được ca, được múa trên đất Mường La. Mường La này của em, đồi nương này của em. Con trâu lại cày, mẹ em lại cấy. Em nhớ ơn anh bộ đội và đời đời nhớ công ơn Bác Hồ. Cách đây 70 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành trận quyết chiến, chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng chấn động địa cầu, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh giữ vững nền độc lập của dân tộc ta. 70 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam vì ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của nó. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!